Xin chào mọi người. Có nhiều người hỏi là cây củ hoa ly sau khi trồng xong cắt bảo quản thì năm sau trồng có được không? Thì xin giải đáp chia sẻ với mọi người luôn là cây củ hoa ly ở mình á thì cắt nếu mà trồng xong chơi hoa xong rồi thì cắt, nếu mà bảo quản để mà sang năm trồng thì riêng cái củ hoa ly này này, chẳng hạn như cái này lồi lồi lên này. Chẳng hạn như này, cái củ về sau mình cắt để cắt cành ấy, cắt lấy cành thì xong, còn lại cái củ dưới này mình bảo quản, kể cả mình không bảo quản cầu kỳ mình vùi vào cát hoặc là đất, tầm khoảng một một năm sau nó vẫn nguyên si như thế. Đấy, nó vẫn như thế, nhưng mà trồng khi nếu mà mình trồng á thì nó rất là kém, trồng thì nó rất là kém, trồng nó thậm chí là một là không lên, hai là rất là kém. Và cái phẩm chất mà nếu mà trường hợp nó cho hoa thì hoa cũng rất là xấu, nên là cái việc mà để củ lại, để củ mà để mà sang năm trồng á, bảo quản ở mình thì hiện tại thì ở mình Việt Nam mình chưa chưa làm được, chỉ có là hàng chủ yếu là nhập từ nước ngoài, từ Hàn Quốc, nhầm xin lỗi nha, từ Hà Lan, New Zealand đấy, và một số nước ở châu Âu. Nên là cái việc mà để củ lại là một như một số người làm đó, rất là trồng á, rất là nguy hiểm, bởi vì nó nhiều bệnh củ lên kém này, hoặc là thậm chí không lên, rồi là cái phẩm chất hoa rất là kém. Đấy, nói chung là ở mình chưa 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 bảo quản, chưa làm được. Nên là mọi người biến như thế và muốn coi như là cây hoa ly là loại chơi một lần, và muốn lần sau nữa thì phải mua tiếp, lần sau là phải mua mua lại. Đấy là chia sẻ với mọi người. Và cái bởi vì và đến cái thời điểm này cũng chia sẻ mọi người luôn là những cái nếu mà cây mà củ mà chất lượng kém là biết lên luôn, là biết liền. Là bởi vì những cái củ nào mà chất lượng kém là bắt đầu là phát sinh nào là nấm bệnh này, thối này, rồi là hiện tượng rụng nụ rất là nhiều nhiều vấn đề nó nảy sinh. Nên là cái củ củ giống mà chất lượng là một cái điều then chốt đầu tiên của cái việc mà hiệu quả hay không về sau này. Đấy là một cái điều mà mọi người cần phải lưu ý, quan trọng, hết sức quan trọng. Thứ nhất là mua củ giống chất lượng là điều vừa đỡ được cái chi phí, rồi là thiệt hại về sau này khi trồng, mình trồng lên, đặc biệt là đối với cái việc trồng số lượng lớn. Đấy là xin chia sẻ với mọi người về vấn đề đấy. Thôi, xin chào và cảm ơn mọi người.